Nói tiếng Khmer nghe đi. Cái này bao nhiêu một ký chị? 150 hả? Quá đặc biệt luôn. Cô mà để được ướp thiên nhiên vậy là ok nè. Không phải vô thiên nhiên mà ướp màu vậy là ok nè. Dạ. Mới luôn, mới bẻ luôn. Lại là em, Lộc Chi Tôn đây. Xin kính chào cô chú anh chị và các bác nha. Hôm nay em trở về biên giới Campuchia. Em dọc theo những cái đường ruộng, đường đồng nè, để qua biên giới và xem mùa nước nổi ở đây như thế nào nha cô bác. Phía trước mặt màn hình mình đó là bên Campuchia đó cô bác. Cái núi xa xa kia kìa, núi mờ mờ trong kia kìa. Rồi, đồng nơi thì mình thấy có nước à, không biết bên Cam thì như thế nào đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào gần gần đó nha cô bác. Và mình đi sang bên cái vành đai biên giới á, mình gặp họ đang làm vớn cái linh, nhưng mà mình không được quay cô bác ơi, vì cái chốt biên phòng ở bên đây họ không cho quay. Quá trời luôn, cái linh bên đây luôn rồi cô bác ơi. Và hôm nay em sẽ sơ qua cho cô bác xem về cái chợ tình biên phía ở ngoài tí xíu nha. Rồi mình sẽ đi vào biên giới. Chợ tỉnh biên hôm nay cũng hơi vắng vắng, không có khách gì mấy. Vừa lúc nãy thì mình lên một cái cửa khẩu kế đây thì họ biên phòng không cho. Rồi mình trở lại cái chợ tỉnh biên. Rồi mình sẽ đi qua một cái cửa khẩu khác thử coi xem sao các bác. Và đây là những cái tỏi biên giới cô bác trở về nè. Wow, quá trời luôn nhiều. Bán cái gánh gì đâu mà hết rồi. Wow, quá trời nhiều luôn. Con đường lên biên giới. Vừa lúc nãy mình quay được cái chỗ mà họ xuống tỏi á cô bác. Ngay đó thì mình không dám nói, nhưng mà tỏi đó là bên biên giới họ chở bằng xe tải về đó. Ngay lúc quay mình không dám nói, mình chỉ quay thôi. Con đường biên giới. Hôm nay mình cũng cập cái biên giới để mình đi, mình xem coi có cái gì mới không cô bác ơi. Vì cái con kênh Phù Nam nó mới đồng thổ, mới khởi công, cho nên mình đi qua đây mình rất là ngại.
Rồi, bây giờ mình cũng đi ven ven theo cái biên giới để mình xem coi có cái gì mới. Và mùa nước lên rồi thì hồi nãy lúc nãy á, mình có gặp là họ vợ dớn cá linh á, nhưng mà cái anh biên phòng không cho mình đi. Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình đi đến một cái chỗ khác để mình đi vào cái biên giới nữa nha cô bác. Và tiếp theo nữa em lên con đường biên giới này nữa nha cô bác. Đây, khu vực vành đai biên giới. Rồi, em đi con đường này lên trên đó nữa thì xem sao. Con đường này thì không có nhà nha cô bác, vắng tanh luôn. Cái dãy núi phía bên tay phải mình là bên Cam nha cô bác. Còn bên tay trái mình là núi Cấm. Đây là những người họ sau khi họ gặt lúa hết rồi thì mình thấy trâu ra đồng đây rất là nhiều. Nguyên một cánh đồng luôn trâu không nha cô bác. Cùng giáp biên chỗ này họ không có nuôi bò mà sao họ nuôi trâu rất là nhiều. Quá trời luôn, nguyên cánh đồng trâu luôn kìa. Đến đây mình ghi hình cho các bác xem chút xíu về nông dân miền núi họ đang gặt lúa. Chỗ này thì nước chưa tràn đồng, máy vẫn còn vô được, nhưng mà có mấy anh bắt chuột nữa kìa. Thầy đi mà hớn luôn quá.
nước phù sa, nước phèn không à? Hay là nước phèn hay nước phù sa gì à? Thấy đỏ ngầu à? Những cái con kênh lúc trước mình đi nó khô cằn, của bây giờ thì nó có nước vậy nè cô bác. Đúng là đầu nguồn của mùa nước lũ. Thì em về cái vùng biên giới à, thấy có một cái phiên chợ y như là ở bên Cam cô bác, đẹp quá. Cá toàn là cá ao hồ gì không, cá bự bự không à. Phiên chợ cũng dữ ha. Trước hết thì em sơ qua cho cô bác xem cái phiên chợ tí xíu. Rồi mình tìm chỗ xem, mình đậu xe mình đi vào chi tiết nha cô bác. Cá này cá đồng, cá sông, cá đồng luôn hả chị? Cá nuôi chứ mình vậy ha. Con này là cá sông hả? Cá sông này. Chín tông nè. Chợ này mình kêu bằng chợ gì cô? Chợ Lậu Làng. Chợ Lậu Làng. Quay về bà con ta thấy người ta mới biết, ta mới tới nhiều. Lần đầu tiên em mới biết luôn, với mẹ em ở đây đó. Mới biết ở chợ này có cái chợ á. Chị nghe kìa không? Mình phải quay lên cho người ta biết đây có một cái chợ. Đã tới đông người ta mà bán đắt nữa. Cá này cá câu hay là cá vớt gì? Cá cào. Nhà mình trồng luôn, không có mình tăng của ta. Tăng lại ha. Tăng lại. Rồi chợ này tên như là cái gì chị? Chợ ngã tư Cùng Tét, Lậu Làng. Lậu Làng. Vậy là cái cô kia nãy có nói là chợ Lậu Làng. Giờ mình thôi mình nói vậy luôn đi. Cái tên lạ quắc luôn. Lần đầu em cũng ghé chợ này luôn. Ở đâu mà ghé? Ở Chi Tôn thôi, nhưng mà chưa từng biết. Chưa từng biết luôn hả? Dạ. Tại em biết sao, chợ này chợ nhỏ, cũng không có ai. Dạ.
biết đến. Bí còn lóc tơ luôn nè, bí non mới bẻ không đó, quá đẹp ngon luôn chưa? Cảm ơn chị luôn, chị trưng bày đẹp quá. Bí bà la mang me tự nhiên đây. Yeah. Đó, chị này vui vẻ nè, bán mà người nào cũng như chị này là ok lắm nè. Thôi cảm ơn chị nha. Bây giờ nào mình mới cao điểm? Dạ, vậy đó, chút xíu tan rồi. Yeah. Nhưng mà nó có cao điểm không? Không, đây là ngay vậy. Dạ. Chợ này mà đâu có cao điểm đâu. Dạ. Yeah. Chỉ bình thường thôi. Dạ. Yeah. Cứ lại gai lại gai thôi. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn chị nha. Mang le đặc sản miền Tây luôn nha. Dạ. Đặc sản miền Tây luôn đó. Miền núi. Miền núi, miền núi. Đây. Đã bãi có. Có cái chợ này giờ bán hết quá. Chết sắp nhiều quốc đây. Chị ơi. Một nồi thịt heo. Có lên đấy không cưng? Dạ có, lên YouTube. À lên là YouTube là cái gì, là cái gì vậy chị biết chị coi? Lộc Chi Tôn. Lộc Chi Tôn. Dạ. Rồi. Vô YouTube gõ chữ Lộc Chi Tôn là gặp. Lộc Chi Tôn, ta đang quay mà xin tiền vậy. Là ô quế. Thôi tiền ta đang quay. Có gì thì mình chưa có gì. Thôi gửi ra đoạn mình tát nhưng chuối đoạn nhưng chai. Bữa nay bán ế quá ấy rồi. Bữa nay ế quá hả? Bánh à. Bánh da lợn. Bánh da lợn. Rồi này là bánh gì? Bánh bò. Bột chè. Bánh bột chè. À bánh này là lạ nè. Lâu lâu mới thấy một lần nè. Bột mất bao nhiêu chị? Bột chỉ 5 ngàn chứ đó. Một 5 ngàn, một 5 ngàn. 5 ngàn một bột. Dạ, dạ. Dạ, bột cũng 5 ngàn. Đâu, 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 xem coi cái nguyên si của nó coi. Đó. Ủa. Nhưng nó là cái gì chị? Nhưng đậu xanh. Đậu, ha. Rồi, chúc em ăn thử. Rồi, chúc em ăn thử một cái coi sao. Ít thấy nha. Chợ lộ lan hả? Chợ lộ lan. Cái tên lạ quá. Cảm ơn chị, chúc em ăn. Rồi chị này thì bắp hầm ha. Bắp hầm. Những gói bắp hầm mộc mạc của miền Tây. Ồ, có gì hả? Bánh tầm nữa hả? Này là bao nhiêu một dĩa? Chị? Dĩa hả? À. Mới mua. Không biết nhiều không? Gọi ai cáo cái mày. Cô bé này làm bánh tầm khéo nè. Mới thấy cô bưng qua. Còn chị thì là bán bắp hồng. Rồi có bắp sống, bắp tươi luôn. Bắp sống, bắp tươi luôn. Trên kia bắp hầm, đây bắp tươi. YouTuber. YouTuber. YouTuber đấy, YouTuber đấy rồi. Yeah. Ồ, chị bán cái đồ bánh canh. Cái gì đây? À, Lộc Chi Tôn. Lộc Chi Tôn. Rồi, cảm ơn chị nha. Cái này có anh gì ra vậy? Bắt coi coi kênh gì? Dạ Lộc Chi Tôn. Lộc Chi Tôn. Rồi, chị coi. Lộc Chi Tôn có không? Dạ dạ. Rồi. Cái gì cũng quay được mà. Dạ. Ồ, bé này nhanh lẹ quá.
Quá nhanh tay à. Đợi con xíu chị ơi, đợi con xíu chị không vô được. Đâu là anh đó con. Đâu vô không à? Chưa. Bữa đó bán đâu quên để nước mắm. Con để bọc nước mắm ở ngoài. Có hả? Có gì? Có gì là con để bà tôi đó. Kêu để bút chèm cho chị chút. Hấp dẫn quá. Con để ngoài. Vậy sao nhớ? Con mới hỏi cái gì? Ví dụ, bà nói con. Qua bắp bơi, quay bắp mới mua ăn bắp à. Mấy trái, mang trái. Không quay cá, ta cho tao ra bắp. Ai ta nói quay cá. Cái này sao ba trái 10 ngàn đi. Hai bớt trái này bán nè. Mấy rồi mày? Nhiêu ạ? Cái đó trái 4 ngàn. Không phải là trái 10 ngàn hả? À, sao bán mẹ. Để chút chút không mà. Mình nói ra. Trái 10 ngàn. Cá mà để rồi. Không chia ra đây bây xíu nào cho nghe. Chia ra sớm ra vậy chứ cứ cà chờ ở ủng tắc giao thông mới đặng hơn là ba má hơn. Bà đó kìa, bà nói anh không quay bả kìa, quay bả coi à. Cô cá lóc. Cô đó là cá lóc đặc sản của em nha anh ơi. Dạ, cái này bao nhiêu một ký chị? 150 hả? Quá đặc biệt luôn. Cô mà để ướp thiên nhiên vậy là ok nè. Đúng rồi cô, thiên nhiên nó không có màu đó. Dạ, không ướp màu vậy là ok nè. Không, nó không bị bệnh á. Dạ. Đất gì? Cái gì? Đất đẹp Tây Giang. À, dạ. Rồi, bữa nay thì vô lọc chi tôm nha. À. Rồi đến đây em cũng xin dừng chút xíu. Mình đi qua cái chợ kế tiếp nha cô á. Chợ này cũng vui nè, cũng khá đông đông. Bắt mới luôn, mới bẻ luôn. Rồi chào mấy chị nha. Bác cuộc rồi bác ấy ăn chú leo nè. Quá đẹp luôn, cô đó ngồi ăn đẹp quá luôn. Bác ấy ăn chú leo luôn nè. Rồi đâu, đâu gõ vô thử rồi hả? Mai có chưa? Cái này chiều có. Rồi vô trong gặp chưa? À đâu gõ vô coi gặp chưa? Có một cái quầy bán xôi cũng mộc mạc nha, chuối sáp luôn nè. Xôi bắp. Xôi bắp.
cá đồng chính hiệu luôn nè. Dạ Lộc Chi Tôn. À. Lộc Chi Tôn nha, nhớ vô Lộc Chi Tôn coi. Kia nè, khoai tây nè, dưa lan, khoai lang. Đây thì cái nơi mà giáp với biên giới ấy, cô bác, họ đem tỏi về đây rất là nhiều nha. Mình thấy đây nữa nè, rất là nhiều người chở tỏi về đó. Và cái chợ lúc nãy mình quay là cái chợ Lộ Làng, cái tên nghe khó đọc. Và những cái anh mà đi buôn tỏi hay là cái gì nè, mình không biết, nhưng mà mình thấy rất là nhiều nha cô bác. Họ chở tỏi về bên cái cửa khẩu về, rồi những cái thùng gì nữa. Và đây nữa nè, bao luôn cô bác. Đúng là Lộ Làng. Đẹp quá. Cửa khẩu Campuchia. Rồi bây giờ mình đã đến cái khu vực mà một đường đi Campuchia, đi Tà Keo. Và mình sẽ trở về cái chợ cửa khẩu Tịnh Biên. Phía bên tay trái mình là đường đi Tà Keo đó cô bác. Còn mình đi đường này thì mình đi vào chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tịnh Biên, Hà Tiên 70 cây. Vậy là từ đây mình đi qua Hà Tiên là 70 cây nha cô bác. Rồi và tiếp theo nữa em sẽ đi ghi hình cho cô bác xem ngay cái chợ cửa khẩu quốc tế, chợ mới. Còn cái chợ truyền thống thì tí nữa mình sẽ đi sơ qua cho cô bác xem. Còn đây là bến xe Tịnh Biên. Và vừa rồi lúc nãy mình quay cái chợ Cua 13. Cái chợ có cái tên là chợ Lộ Làng ngay Cua 13 của Tịnh Biên. Rồi bây giờ cảm ơn cô bác đã xem video của em. Rồi bây giờ thì cô bác hãy theo dõi thêm cái tập phim tiếp theo là chợ Tịnh Biên. Hôm nay thì thứ bảy em sẽ về đây coi như thế nào. Vì thường thường thứ bảy chủ nhật thì chợ Tịnh Biên rất là đông. Rồi bây giờ mình sẽ đã đến cái chợ cửa khẩu Bách Hóa Tịnh Biên, chợ quốc tế luôn nha. Đây chợ Bách Hóa cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Hôm nay thứ bảy mà thấy cũng không mấy gì đông, vì cái chợ này không bằng cái chợ cũ nha, cái chợ truyền thống bên kia. Chợ truyền thống thì lúc nào cũng đông. Rồi bây giờ em sẽ đi vào trong cái chợ này, chợ cá, cái chợ cá của chợ Bách Hóa nha. Rồi cảm ơn cô bác đã xem video của em nha. Đây là Cua 13 của Tịnh Biên.
Phía trước mình là núi Trà Sư. Và đây là tuyến đường cua 13 của tỉnh Biên. Thì cô bác sẽ thấy rất là nhiều ở chỗ họ bán thốt nốt. Và đặc biệt hôm nay nữa là mình đi khám phá cái chợ lộ làng của cua 13 tỉnh Biên. Rất là đặc biệt, cái chợ vui, nhộn nhịp. Đây là cua 13, đường đi vào chùa Kim Tiên đó cô bác. Đặc biệt là mình thấy có những trái nho rừng độc đáo á. Những trái này đặc biệt quá. À, có ghê quá. Ở đây họ bán rượu nho rừng. À, đặc biệt quá. Đây là đoạn đường cầu Ô Mai của tỉnh Biên. Cầu Ô Mai. Rồi và tiếp theo nữa mình vào cua 13 để mình xem cái phiên chợ lộ làng. Hôm nay cho cô bác xem nha. Nói tiếng Khmer nghe đi. Mùa me non, mùa nước nổi. Ngày xưa đây là cái chỗ cái đám làm phước á, lúc nãy mình đi ngang mình gặp anh cô bác. Và tiếp theo nữa mình sơ qua cho các bác xem về cái nghi thức lễ làm phước của họ nha. Tam ra ta ra nam
Tất cả các bạn